和碧玉士很有缘分，他来台湾读书，在我们家租房子，租房子了以后，我看他一个人而已，所以我平常呢，有煮菜的时候，我叫他到我家吃饭，和我们一起吃，结果我们的感情就越来越好，我们好像父母一样，我好像多了一个女儿，所以他今天有这么幸福美满的家庭，我祝福他，大家都祝福他，祝福碧玉和阿坚能够百年好合，新婚快乐。嘿，大家好，我是香香。大家想要知道越南人在台湾办婚礼是怎么样的吗？今天刚好有一对新人，他们是越南的留学生在台湾，那现在在台湾办了一场婚礼。今天香香想要突击婚礼现场拍给大家看 ，Go。Gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức anh muốn ta là của nhauVì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui Lòng em luôn luôn nguyện ước Cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn sẽ Vượt qua sóng gió cuộc đời Mãi mãi ta là của nhau Tôi là cầu của Kim Vì gia đình không có thể qua Đài Loan được như đó Tôi xin đại diện cho gia đình hai bên hai họThì hôm nay, trong cái lễ báo hiệu hôm nay, cầu cũng xin chúc cho hai cháu, hai bà Đình Khiêm và Đức Ngọc luôn có một cái nhìn về, luôn một hướng, đó là cái nhìn về Chúa và để xây dựng cái hạnh phúc gia đình của mình. Cũng như chúc lành cho mỗi người chúng ta, mỗi người chúng con hôm nay trong sự hiện diện và đồng hành với chúng con trong công việc cũng như đời sốngGia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta. Tôi hẹn Bi Nhi Sư, rất có duyên phận. Đã đến Đài Loan học sách, trong nhà chúng tôi thuê nhà. Thuê nhà rồi sau, tôi thấy cô ấy một mình thôi. Vì vậy, tôi thường xuyên có nấu ăn lúc tôi gọi cô ấy đến nhà ăn cùng tôi, và chúng tôi cùng ăn.结果我们的感情就越来越好，我们好像父母一样，我好像多了一个女儿，所以他今天有这么幸福美满的家庭，我祝福他，大家都祝福他，现在他已经成家了，我只是聊表一点心意，所以来。祝福碧玉和阿坚能够百年好合新婚快乐谢谢各位祝福来福，加油！
Anh Kim, anh đến Đài Loan bao lâu rồi nhỉ? Anh đến được 11 năm. Thế vậy thì anh với vợ anh là làm quen như thế nào? À, thực ra thì vợ anh với vợ quen nhau ở trong trường học. À, hai người đều là du học sinh. Đúng rồi, đi học sinh thì tìm hiểu nhau thì cũng được tầm hơn 4 năm. Hơn 4 năm. Thì hai đứa quyết định là đi đám cưới nhau. Thế vậy tại sao mà lại muốn làm đám cưới ở tại Đài Loan? À, thực ra thì hôn lễ và những cái nghi thức thì bọn mình đều có về Việt Nam làm. Phải có làm những cái lễ gia tiên ở Việt Nam rồi. Dạ. Và có tổ chức ở hai bên, gia đình ở hai bên. Dạ. Tuy nhiên thì ở bên này mình cũng có một số bạn bè và đồng nghiệp, thành ra mình cũng muốn là mời mọi người đến chung vui với mình. Rất chúc mừng anh, chúc mừng hạnh phúc của hai người. Vậy thì hôm nay anh có điều gì muốn nhắn nhủ, muốn gửi tới người vợ thương yêu của mình để đến sau này 50 năm sau tận chúng ta nhìn lại sẽ rất cảm động, rất xúc động ngày hôm nay. Thực ra thì hai vợ chồng tâm sự với nhau cũng rất là nhiều rồi. À. Yêu nhau thì ai cũng tâm sự với nhau rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì rõ ràng là ngày vui của hai đứa thì chỉ mong là hai đứa cùng ở bên nhau tới bắt đầu đăng long. Vậy là được rồi. Dạ, chúc mừng hạnh phúc anh chị và chúc anh chị sớm sinh quý tử. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, dạ.